Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm tin trưa ngày hôm nay. Trước hết là phần tin trong nước với những thông tin vừa được chúng tôi cập nhật. Bộ Tài chính vừa ra quyết định giảm giá xăng dầu nhằm tiết kiệm chi phí đi lại của người dân khi đến tham dự đám cưới của cặp đôi Duy Bảo và Thu Sương. Trước đó, thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có công văn hỏa tốc gửi đến các doanh nghiệp yêu cầu điều chỉnh giá xăng bán lẻ. Theo đó thì giá xăng các loại điều chỉnh giảm 1.200 đồng trên 1 lít. Trước việc giảm giá xăng có phần bất thường này, trên các trang mạng, các cụm từ không thể tin nổi hay thật là tuyệt vời được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thưa quý vị, đây thật sự là một sự kiện gây sốc nhất từ trước đến nay. Trước sự kiện hy hữu này, hãy cùng theo chân phóng viên của chúng tôi để xem người dân trên toàn thế giới phản ứng như thế nào về đám cưới của cặp đôi đình đám này. Xin mời phóng viên Thanh Hương. Sau khi nhận được tin chấn động này, chúng tôi đã ngay lập tức kết nối với người dân trên toàn thế giới để mở cuộc điều tra khẩn cấp. Cái gì? Cưới nhau? Chắc cũng nhầm lẫn như giao nhầm vương miện chứ gì. Điều đó cũng có thể xảy ra một lần nữa. Đó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta có thể tin vào điều đó. Thích thì cưới thôi. Trời, cái gì vậy trời? Tôi đang tỉnh hay mơ vậy? Tôi dám khẳng định đây không phải là sự thật. Bây giờ mà kêu tôi là tổng thống thì được chứ, tin cái chuyện này là không bao giờ. Tốt quá, tự nhiên nghe xong muốn xỉu luôn vậy đó. Tôi có nghe lầm không vậy? Thực sự là quá bất ngờ. Wow, ông anh tuổi nhanh thiệt á. Ông Quỳnh nhanh hơn tôi bắn tốc độ và không thành của đội bạn nữa. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Vậy mà kêu bạn thân sống với nhau như vậy suốt đời mà bỏ bạn theo trai, bây giờ cắt đứt luôn, cắt đứt. Nghĩ anh ấy cưới vợ hơi sớm. Cưới vợ rồi sẽ không còn nhiều thời gian đá bóng nữa. Anh ấy sẽ phải đá trên sân hàng đẩy nhiều hơn. Thể thức đấu loại trực tiếp trên sân 2m sẽ làm anh ấy già đi mất. Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh ấy. Lima, cô có gửi gắm gì cho cô dâu Thu Sương không? Cô dâu là bạn thân của tôi. Đám cưới của cô ấy tôi không đi dự được. Tôi rất tiếc. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô ấy. Đây, với cái cocktail này tôi nghĩ cô ấy sẽ thích. Đây là mẫu mới nhất, lại màu đỏ nữa. Tôi nghĩ khi cô dâu mặc vào, chú rể cũng sẽ thích ấy chứ. Hy vọng họ sẽ sớm có tin vui. Tôi khá là bất ngờ. Thật sự bất ngờ khi nghe tin hai bạn này cưới nhau. Không ngờ anh Bảo lại tóm gọn cô bé vui xương nhanh như vậy. Bây giờ, chỉ biết chúc hai cháu hạnh phúc thôi. Nhưng nói trước với anh Bảo là dù đá sân nào thì cũng cố giữ phong độ nhé. Quang Hải, cảm xúc của em thế nào khi nghe tin hot girl Thu Sương đi lấy chồng? Dạ, cảm xúc của em bây giờ là chỉ biết khóc thôi ạ. Em chỉ biết đá bóng thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để cướp lại cô ấy ạ. Hãy nói lấy nhau hả? Tôi thì không dài dòng. Tôi dành tặng hai cháu con xe VinFast mới ra lò này và tặng một chuyến nghỉ dưỡng trong tuần trăng mật tại hệ thống công ty Vinpearl trên toàn quốc. Chúc hai cháu Bảo và Sương hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người tiếc, nhưng mà tiếc hay không tiếc thì họ vẫn đến với nhau. Thì cũng hơi bất ngờ. Không gì bất ngờ hết. Tôi đã trông chờ cái ngày này từ cách đây 7-49 năm về trước. Chúc mừng. Chuyện đám cưới mà tất nhiên là mình phải vui mừng trước tiên đã. Lên xe hoa về với nhau ấy, tôi cảm thấy rất là vui. Không ai mà không yeah. Bởi vì đây là một cặp quá xứng đôi vừa lứa. Bình thường thì mình nghe đây tưởng là tin giáp. Chẳng ai đẩy được hai người lên giường khi họ không muốn đâu bố ạ. Bố chưa nghe câu thích thì nhích à? Chưa. Sau hàng ngàn ý kiến, chúng ta vẫn còn hoang mang. Vậy là có đám cưới hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đây là bức ảnh đầu tiên ta chụp cùng nhau trong một chuyến tình nguyện. Cả hai đều chẳng biết nhau là ai. Và rồi mình biết nhau như những anh em đồng hương khác cùng hoạt động đoàn. Thế giới này nhỏ lắm. Chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai.
Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng ắt hẳn, nếu có duyên thì trong những vòng xoay ấy, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, phải không? Cuộc sống luôn là những điều tình cờ. Tình cờ mình chung chuyến tình nguyện. Tình cờ ta cùng xuất hiện trong một tấm hình. Tình cờ ta cùng chung một đội. Và đôi khi những điều tưởng chừng tình cờ ấy lại mang đến khá nhiều điều bất ngờ mà mãi những năm về sau ta mới có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của những điều tình cờ ấy. Và bây giờ ta gọi đó là duyên số. Có ai đó từng nói, đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Duyên số đôi khi đến thật nhẹ nhàng mà ta chẳng hay, để rồi hai con người khác nhau lại gắn kết tạo thành một cặp. Cái duyên đưa em và anh gặp lại, cái duyên nuôi lớn tình yêu của cả hai. Đến khi đủ lớn, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Yêu ai và nói với người đó là mình yêu họ, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời. Mình yêu nhau nhẹ nhàng và bình yên, là những cuối tuần hò hẹn, là những bữa ăn cùng nhau, là những cái siết tay thật chặt, là những chuyến đi vẹn tròn. Một mình nhỏ ơi. Những năm tháng hẹn hò, em cùng anh bỏ lại. Sống cùng nhau, thức dậy mỗi sớm mai, bước cùng nhau trên một đoạn đường dài. Khép lại những hẹn hò đôi lứa, mình sang trang, khởi đầu cho hành trình dài hơn. Ở đó em có thêm mẹ, có thêm ngoại, anh có thêm ba, má, và ta có thêm rất nhiều, rất nhiều những thương yêu trân quý khác. Kể từ nay, chúng mình chung đường, sẽ kề vai sát cánh bên nhau trong suốt hành trình còn lại. Không thể hứa, cũng đừng lắng lo. Hãy cùng nhau hết mình với hiện tại, trân quý từng phút giây. Kể từ nay, em và anh là một gia đình. Kể từ nay, em và anh bước chung một đoạn đường sẽ thật dài và đẹp hơn những gì em tưởng tượng, sẽ chất đầy những điều em và anh cùng mơ ước, sẽ có những đứa con xinh xắn dễ thương. Đó sẽ là những món quà tuyệt vời nhất mà em và anh từng có được. Quay quần Bibo cùng má Sương, bà Bảo, chúng ta sẽ là gia đình nhỏ với những hạnh phúc rất bình thường. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay
trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Nhớ sai rồi sẽ mãi là chồng của em. Chú em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Khoan, chưa kết thúc được.